Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nông sản an toàn do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lào Cai phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp, chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn đã được triển khai thực hiện tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Hiệu quả của dự án được thể hiện rõ rệt khi nhóm phụ nữ tham gia dự án đã phát triển được chuỗi giá trị kinh tế nhằm nâng cao thu nhập. Đặc biệt năm 2017, người chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá xuống thấp. Trước tình hình này, chị em được tư vấn để chế biến thịt lợn thành các sản phẩm ăn chín, giúp dễ dàng tiêu thụ trên thị trường. Cùng với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giám sát sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe, sản phẩm xúc xích đã có địa chỉ rõ ràng, có thị trường tiêu thụ rộng và hướng tới là sản phẩm OCOP của địa phương. Hội nghị tổng kết dự án thí điểm nâng cao chuỗi giá trị lợn trắng có sự tham gia của người chăn nuôi nhỏ và bình đẳng giới tại Lào Cai được tổ chức vào tháng 3 năm 2018. Dự án được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Oxfam đã giúp trang bị kiến thức kỹ năng để chị em phụ nữ xã Bảo Nhai làm chủ kinh tế cũng như tạo dựng được một nghề mới từ việc chăn nuôi lợn tại địa phương. Trang bị cũng như là những cái hỗ trợ của Oxfam ấy, nó chỉ là những cái bước khởi đầu. Thế còn lại thì cái việc mà tiếp tục triển khai để nó đảm bảo được cái tính bền vững ấy, là hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều vào, thứ nhất là vào bà con. Bởi vì sau khi xây dựng được tất cả những cái liên kết cũng như là hỗ trợ cho bà con trong cái việc phân tích, đánh giá cái thực trạng hiện nay của mình, cũng như là đưa ra những cái định hướng phát triển kinh tế của hộ gia đình cũng như là của các cái tổ nhóm liên kết ấy, thì bà con phải tiếp tục xây dựng và gọi là triển khai tiếp những cái kế hoạch của mình đã xây dựng nên. Ngoài ra thì cái vai trò của các cái cơ quan địa phương là cực kỳ quan trọng. Từ năm 2018, chị Nguyễn Thị Phượng chuyển sang nghề làm xúc xích. Trước Tết Nguyên đán Canh Tí, gia đình đã phải thuê thêm lao động để đáp ứng kịp các đơn đặt hàng của khách cả trong và ngoài tỉnh. Khu vực sản xuất được đầu tư làm mới, cách khu vực bếp nấu ăn và nơi ở của gia đình. Thiết bị máy móc chuyên dụng cũng như các loại gia vị được đầu tư nhiều hơn, công suất lớn hơn và khối lượng sản phẩm cũng rất lớn, đáp ứng yêu cầu đặt hàng từ nhiều địa phương trong khu vực phía Bắc. Ưu tiên số 1 là sử dụng sản phẩm chăn nuôi của hộ dân trong tổ nhóm. Trước tiên là tôi lấy ở trong tổ nhóm của những người chăn nuôi đầu tiên, bởi vì họ là những người chăn nuôi nhỏ lẻ, không chăn nuôi theo kiểu công nghiệp. Và công thức của họ là chăn nuôi tận dụng thức ăn trong gia đình. Ví dụ như là ngô khoai sắn thì cái đầu tư nó sẽ ít ra và chất lượng thịt nó sẽ ngon, thì tôi sẽ ưu tiên cho những người trong tổ nhóm và liên kết mua thịt hàng ngày với các hợp đồng rõ ràng. 2 năm trước, khi giá thịt lợn hơi xuống thấp kỷ lục, chị Phượng cũng như nhiều chị em phụ nữ khác của xã đã bàn cách giải cứu đàn lợn bằng việc chế biến thịt lợn thành nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có xúc xích. Được hỗ trợ từ dự án, chị em phụ nữ xã Bảo Nhai đã thay đổi nhận thức, cách thức làm ăn, phát triển kinh tế của gia đình. Từ ý tưởng làm xúc xích và giò chả, dự án đã hỗ trợ chị Phượng cách lên phương án kinh doanh, trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đã chế biến. Trong năm 2019, gần 100 triệu đồng đã được đầu tư để làm nhà xưởng sản xuất, mua sắm thêm máy móc như máy xay thô, máy xay nhuyễn, máy đóng gói hút chân không, nhằm đảm bảo chất lượng cũng như mang đến sự yên tâm hài lòng cho các khách hàng. Đặc biệt, với nguồn thịt lợn phong phú, chất lượng tốt được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các hộ chăn nuôi trong xã, các sản phẩm xúc xích, giò chả từ cơ sở sản xuất của chị Phượng đã tạo nên sự tin tưởng vững chắc đối với người tiêu dùng. Tới đây thì tôi rất muốn là sẽ mở rộng thị trường và sẽ ra nhiều sản phẩm khác. Nhưng mà phải ra nhiều sản phẩm thì mình lại phải đi học hỏi thêm. Hiện nay là tôi đã học được rất nhiều rồi và tôi muốn học nhiều hơn nữa. Nếu mà một xúc xích không đấy thì nó sẽ lãng phí cho rất nhiều cái nguyên liệu trong cái thịt mình lấy về để làm đấy. Vì vậy thì tôi đã phải tìm tòi và học thêm để tận dụng hết cái nguồn nguyên liệu mình đã mua và nhập vào để làm. Hiện tại bây giờ gia đình tôi đã sản xuất ra xúc xích rau củ quả, xúc xích nấm hương và xúc xích heo bình thường. Tới đây thì tôi sẽ làm xúc xích gà và xúc xích ngan để tận dụng cái thực phẩm mà của bà con tự chăn nuôi ra trong thôn bản và làm nem chua và nem chua rán, giò chả. Giò thì tôi làm rất nhiều loại giò, giò tai rồi là giò lụa và giò Huế. Tham gia nhóm chăn nuôi lợn cùng hơn 10 hộ dân khác, thời gian vừa qua, gia đình chị Trần Thị Lan ở thôn Khởi Bung cũng gặp không ít khó khăn do giá lợn xuất ra quá thấp. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không làm chị và tổ nhóm nản chí mà lại trở thành động lực để chị Lan chuyển đổi kinh tế với nghề làm xúc xích. Tập huấn kỹ thuật, chị Lan cùng góp vốn với một hộ gia đình khác mua máy làm xúc xích hết hơn 16 triệu đồng.
Vốn ban đầu không quá nhiều, nhưng công sức bỏ ra để đi tìm nguyên liệu sạch, tìm hiểu thị trường thì không phải là nhỏ. Và có một nguyên tắc mà chị Lan cũng như các hộ gia đình khác là phải làm ra các sản phẩm thực sự sạch, an toàn, phục vụ nhu cầu cho chính người dân địa phương của mình. 2 năm gắn bó với nghề, chị Lan cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn thịt để chế biến. Mình ra xem thịt mình phải xem con lợn mà nó nhìn nó ngon mà sờ tay nó phải dính tay này thì mình đến làm nó chứ mà nếu mà sờ vào thịt mà nó ướt tay thì về nó xay nó sẽ hỏng. Bây giờ cũng khó lắm, xay thịt nó hay bị hỏng, rồi mình nhận thịt biết thịt mình chưa nhận được nó, hôm nay lấy về nó cũng hay bị hỏng ấy. Nhưng bây giờ thì thế là cũng được nhờ dự án mà làm có được cái nghề này ở nhà, không phải đi làm xa. Về thì mình phải đầu tư máy móc, đầu tư chỗ, mặc dù nhà thì chỗ nó cơ sở nó hơi chật tí nhưng mà cũng tạo điều kiện. Sau này sẽ mở xây sẽ rộng hơn tí để duy trì cái nghề này. Sản xuất đi vào ổn định, nhóm phụ nữ sản xuất xúc xích tại xã Bảo Nhai đã tham gia các lớp tập huấn, được xác nhận kiến thức trong sản xuất an toàn. Đối với sản phẩm, nhóm cũng chủ động gửi mẫu phân tích đánh giá chất lượng theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung phân tích đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Đó là phân tích các chỉ tiêu về vi sinh như các loại nấm, chỉ tiêu hóa lý như kim loại nặng. Các loại phụ gia được đưa vào sử dụng đều nằm trong danh mục cho phép và sử dụng ở ngưỡng an toàn. Riêng đối với phụ gia là hàn the, được thực hiện đúng cam kết, nói không với hàn the. Chính điều này mà dưới sự giám sát kiểm tra của cơ quan chuyên môn chưa phát hiện có chất phụ gia được sử dụng vượt ngưỡng quy định. Theo đó, năm 2019, sản phẩm xúc xích của nhóm phụ nữ xã Bảo Nhai đã được cấp mã số sản phẩm, được cấp tem truy xuất nguồn gốc. Đây là điều kiện để sản phẩm xúc xích Bảo Nhai có mặt trong hệ thống các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ trong toàn quốc. Mới đầu mình làm thì mình phải có cơ sở đủ điều kiện thì mới làm được. Sau đó thì mình phải đi làm học về vấn đề an toàn thực phẩm. Thực phẩm khi đã được rồi thì mới được làm đi làm tem truy xuất nguồn gốc, rồi cái mẫu này phải làm để gửi đi lên Lào Cai để bên vệ sinh toàn thực phẩm họ phân tích mẫu thứ thì mới được. Lấy trong thời gian tới định sẽ mở rộng cái sau này mà nếu thì sẽ xây được cái xưởng cho nó rộng rãi ra, mình sẽ làm đi bao bì nhãn mác cho nó vào để đi các siêu thị rồi đi mở rộng thêm thị trường ra. Thực hiện phát triển toàn diện ngành chăn nuôi thông qua chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn, nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Tăng cường khả năng cạnh tranh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là những kết quả mà dự án thí điểm nâng cao chuỗi giá trị lợn trắng có sự tham gia của người chăn nuôi nhỏ và bình đẳng giới tại Lào Cai mang lại. Các bước thực hiện của dự án được xem là hướng đi đúng đắn, từng bước đưa ngành chăn nuôi của Lào Cai ngày càng phát triển toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, có giá trị gia tăng và bền vững. Cơ quan quản lý cấp huyện hàng năm phải tiến hành kiểm tra định kỳ để đánh giá lại cái việc mà họ có chấp hành cái quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Nếu như mà cơ sở thực hiện tốt thì tiếp tục khuyến khích bà con, còn những cái mà điều kiện mà bà con chưa đạt thì chúng tôi yêu cầu bà con thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo cái sản phẩm đưa ra thị trường là tốt nhất. Năm 2020 thì khả năng chỗ Bảo Nhai sẽ thực hiện được cái sản phẩm này, bởi vì là trong những năm vừa qua thì bà con đã đúc rút được kinh nghiệm. Thứ hai, cũng đã sản phẩm cũng đưa ra thị trường được mọi người tin dùng. Đấy là một trong những cái tín hiệu tương đối tích cực để bà con sẵn sàng làm với chủ thể phát triển ổn định lâu dài. Bà con ở tại địa phương thì phải tích cực thực hiện các quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đưa ra các tiêu chí, các loại giấy chứng nhận và các cái xuất xứ nguồn gốc hàng hóa để đưa vào chế biến sản phẩm. Thì đấy là một trong những cái mà bà con tại địa phương là cần phải quan tâm thực hiện, và phòng nông nghiệp là cơ quan cũng sẽ đồng hành với bà con để giúp bà con hoàn thiện những cái sản phẩm OCOP cấp huyện rồi thì cấp tỉnh. Các bước thực hiện của dự án được xem là hướng đi đúng đắn, từng bước đưa ngành chăn nuôi của Lào Cai ngày càng phát triển toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, có giá trị gia tăng cao và bền vững. Với những sản phẩm do nhóm phụ nữ xã Bảo Nhai thực hiện là cơ sở để Bắc Hà xây dựng thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Chuyên mục Nông sản an toàn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.